Kính thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở Ba Ché, một địa phương nghèo khó nhất tỉnh Quảng Ninh, thế nhưng anh Định Văn Trắng, dân tộc Sán Chỉ ở xã Đạp Thanh đã biết nắm bắt cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, anh Định Văn Trắng đã khởi nghiệp từ cây trà hoa vàng. Đến nay, thành công từ cây trà hoa vàng đã trở thành sản phẩm OCOP của quê hương Ba Ché, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng một năm cho anh Trắng. Anh Trắng không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ cho nhiều bà con trong vùng cùng nhau thoát nghèo từ cây trà hoa vàng, có phần mở ra hướng đi mới, phát triển kinh tế ở địa phương. Anh Định Văn Trắng là người dân tộc Sán Chỉ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có 12 anh chị em ở thôn Khe Sa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Ché. Trước kia, Ba Ché được coi là địa bàn vùng cao khó khăn nhất ở tỉnh Quảng Ninh. Xã Đạp Thanh của anh Định Văn Trắng có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm trước, các hộ dân ở thôn Khe Sa cơ bản là nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo xét theo tiêu chí của nhà nước chiếm đến trên 50%. Là người được đi nhiều, biết nhiều, nên trong anh Định Văn Trắng luôn có một sự thôi thúc trăn trở. Làm thế nào để gia đình mình và bà con thôn Khe Sa thoát được đói nghèo? Cây trà hoa vàng là loại cây dược liệu quý có giá trị cao, mọc tự nhiên trong rừng ở Ba Ché. Trước kia người dân đi rừng gặp thì hái về uống chơi, nhưng phải đến gần đây, giá trị đích thực của cây trà hoa vàng mới được người dân Ba Ché biết đến. Đã có nhiều thương lái tìm đến mua hoa trả với giá rất cao. Rồi qua truyền thông, báo đài, bà con thôn Khe Gia đã hiểu được tại sao trà hoa vàng quý đến vậy. Theo tạp chí chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới, các hợp chất của trà hoa vàng được các nhà khoa học chứng minh có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của khối u, giảm cholesterol trong máu, chữa xơ cứng động mạch do lượng mỡ trong máu cao. Anh Định Văn Trắng quyết tâm nhân rộng giống cây trồng quý giá này. Anh đã lên rừng tìm cây trà hoa vàng và thu mua thêm của bà con khai thác được về trồng. Thời gian đầu tự mày mò trồng cây quý, anh đã gặp không ít khó khăn. Lúc ấy trồng ấy thì rất là khó khăn, chưa có kỹ thuật trồng. Trồng vào thì nó lại chết đi, tôi lại đào vất đi, tôi lại tiếp tục lại dặm vào. Trong đó chết rất là nhiều. Từ một người chưa học hết lớp 5, nhờ sự kiên trì và ý chí cao, sau 4 năm đồi trà hoa vàng của anh Định Văn Trắng bắt đầu cho thu hoạch hoa. Năm 2013, vụ hoa đầu tiên, anh thu hoạch được hơn 100 kg hoa tươi, giấy khô được hơn 14 kg, với giá 1,4 triệu đồng 1 kg hoa khô, anh Trắng thu được gần 20 triệu đồng. Thành công bước đầu đã thôi thúc anh quyết tâm nhân rộng mô hình nhân giống cây trà hoa vàng. Từ vài trăm hom giống ban đầu, đến nay, hàng vạn cây giống trà hoa vàng được anh Định Văn Trắng nhân giống thành công, mở rộng vườn đồi trồng lên đến 7 hectare. Anh Định Văn Trắng cũng là người đầu tiên tại huyện miền núi Ba Ché nhân giống thành công cây trà hoa vàng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật cùng với những kinh nghiệm riêng của mình đã đảm bảo tỷ lệ cây sống sau nhân giống lên 99%. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mở rộng diện tích trồng trên địa bàn. Cũng từ đây, anh Trắng chính là người tiên phong thúc đẩy sản xuất, phát triển cây trà hoa vàng thành sản phẩm chương trình OCOP. Thu nhập từ cây trà hoa vàng cứ tăng dần giúp anh hoàn vốn và từng bước có lãi. Học tập anh Trắng, ban đầu huyện Ba Ché mới chỉ có một vài hộ trồng cây trà hoa vàng với khoảng vài trăm gốc mỗi hộ. Đến nay đã có gần 300 hectare cây trà hoa vàng được bà con các xã miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số thi nhau nhân ra. Theo định hướng quy hoạch của huyện Ba Ché, đến hết năm 2025, huyện sẽ trồng khoảng 800 hectare cây trà hoa vàng. Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm trà hoa vàng, cuối năm 2014, anh Trắng đã thành lập công ty cổ phần kinh doanh lâm sản Đạt Thanh. Cùng với sự hỗ trợ của huyện, anh đầu tư hệ thống máy móc, thu mua của bà con, chế biến trà hoa vàng nhằm đem lại chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, sản phẩm trà hoa vàng của anh Trắng đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP địa phương và đến nay được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao. Hiện mỗi kg trà hoa vàng khô có giá bán 15 triệu đồng. Giá trị của cây trà hoa vàng đã đem lại nguồn thu lớn. Những năm gần đây, sản phẩm trà hoa vàng đã được anh giới thiệu tại các hội chợ ở Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, được người tiêu dùng sử dụng bởi giá trị về mặt dược liệu của nó. Tôi đi rất nhiều gian hàng, nhưng đến đọc lại cái gian hàng của huyện Ba Chẽ, tôi thấy rất ấn tượng. Hàng quà thì phong phú, mẫu mã thì tương đối đẹp, giá cả thì cũng hợp lý. Đặc biệt là trà hoa vàng, là mật ong, bánh trái các thứ, nói chung lên một cái sản phẩm là rất tốt. Là một người nhạy bén, năng động trong tìm kiếm thị trường, bên cạnh bán hàng tại các hội chợ, anh Định Văn Trắng còn lập một trang website riêng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình.
Cùng với đó, anh còn sử dụng điện thoại thông minh, tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm trà hoa vàng trên mạng xã hội. Với những cách làm trên đã thu hút được nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của mình. Trước kia là chưa có cái điện thoại Facebook ấy, thì đi bán hàng rất là khó khăn, đi từng nhà. Bây giờ nhờ cái công động mạng ấy, là dùng cái Facebook ấy, Zalo ấy, thì hiện nay bán hàng rất là tốt. Chỉ đăng lên một cái trang ví dụ trà hoa vàng nhà, thế đăng lên thì mọi người biết đến rồi. Trong đó là chúng tôi lại, tiếp tục là trả lời khách hàng, lại ship hàng cho bà con, cho khách hàng. Trong đó là cũng rất là thuận lợi. Mỗi năm anh Định Văn Trắng thu được khoảng 400 kg hoa tươi, tương đương hơn một tạ hoa khô, bán với giá 15 triệu đồng 1 kg. Tổng doanh thu công ty mỗi năm đạt gần 5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 2 đến 3 tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây khi chưa có công ty của anh Định Văn Trắng, những thanh niên dân tộc thiểu số địa phương thường đi làm thuê nhiều nơi, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Nay làm việc tại công ty lâm sản Đạp Thanh của anh Trắng đã giúp cho họ có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao ngay trên mảnh đất quê hương mình. Trước đây thì tôi cũng đi làm thuê các thứ cũng khá nhiều nhưng mà cũng không ổn định mấy. Từ khi tôi vào công ty ông Trắng làm thì tôi thấy công việc cũng ổn định và mỗi tháng 7-8 triệu thì cũng đủ lo cho gia đình, trang trải cuộc sống tốt hơn. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ và tuyên truyền, vận động của anh Trắng, nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo đã được anh hỗ trợ về giống cây trà hoa vàng để trồng. Từ đó họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trước đây, gia đình anh Trần Văn Long ở thôn Khe Sa, xã Đạp Thanh vốn là hộ nghèo. Cuộc sống gia đình anh Long chủ yếu dựa vào vài sào ruộng, thu nhập thấp. Năm 2012, được anh Trắng tư vấn, hỗ trợ, anh Trần Văn Long đã mạnh dạn trồng 300 cây trà hoa vàng. Năm 2015, vụ hoa đầu tiên, anh Long bán hoa thu về hơn 12 triệu đồng. Thành công bước đầu đã khiến cho anh Long tiếp tục trồng hơn 500 cây trà hoa vàng và vụ thu hoạch vừa qua đã cho thu nhập hơn 40 triệu đồng. Từ khi được chú Trắng hỗ trợ trồng cái cây trà hoa vàng này đấy thì gia đình thì thu nhập cũng khá hơn. Thì như năm vừa rồi đây là vụ hoa chè này là cũng được trên khoảng 40 triệu rồi. Thì cũng thấy khá hơn, thì điều kiện gia đình là giờ là cũng khá hơn trước nhiều. Không chỉ có gia đình anh Long mà nhiều hộ khác ở thôn Khe Sa cũng được anh Trắng hỗ trợ giống cây trà hoa vàng, trồng phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập. Sản phẩm trà của bà con trồng ra được công ty Đạp Thanh thu mua chế biến, tiêu thụ. Vì vậy bà con trồng trà hết sức yên tâm. Gia đình tôi được anh Trắng, chú Trắng hỗ trợ trồng cây trà hoa vàng thì kinh tế cũng ổn định, thu nhập trên 60 triệu trên một năm. So với ngày xưa thì cuộc sống bây giờ thì nó cũng khá giả hơn, nó có tiền để lo cho gia đình nhiều hơn. Trước đây đi làm thuê, làm ấy đi vác keo vác ấy rất là khổ, nắng phơi nắng rất là khó, nhưng mà đến bây giờ thì chú Trắng nó có cái công ty này cho mình đi làm thì nhất là đều đặn, được đi hàng ngày thường xuyên đi được đều thì có công ăn việc làm đàng hoàng thì đi nó đỡ vất vả hơn. Từ ngày làm ở đây thì cuộc sống rất là tốt. Cách làm kinh tế của anh Định Văn Trắng đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm ăn của bà con nơi đây. Từ một thôn có tới 50% hộ nghèo trước đây, đến nay thôn Khe Sa chỉ còn một trong tổng số 90 hộ nghèo. Cuộc sống của bà con thay đổi rõ rệt. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, ngày càng nhiều ở đây. Trên tầng 2 của công ty anh Định Văn Trắng, dành cả một không gian treo lên những tấm bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, đoàn thể. Anh Định Văn Trắng còn dự hội nghị tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, được gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Qua những buổi gặp mặt ấy, như tiếp thêm sức mạnh cho anh để sau khi về quê hương, anh cùng với bà con phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính quê hương. Tám mươi đại biểu được gặp tổng bí thư, trong đó là tỉnh Quảng Ninh, đại diện tỉnh Quảng Ninh có tôi. Chúng tôi rất là
ghi nhận. Tổng bí thư căn dặn chúng tôi về nhà cùng bà con phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo ở tại quê hương mình, làm giàu ở địa phương. Từ một người đàn ông sán chỉ với học vấn thấp, nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, anh Nhịn Văn Trắng đã thành lập được công ty, mua được ô tô, xây ngôi nhà mới khang trang, to đẹp nhất vùng. Tấm gương của giám đốc công ty lâm sản Đạt Thanh tỏa sáng rạng ngời nơi vùng núi cao Bà Chẽ. Với cái mô hình của anh Nhịn Văn Trắng và với sức lan tỏa như vậy, thì cái việc tuyên truyền cho người dân các thôn bản tham gia trồng cây dược liệu đấy thì có ý nghĩa rất lớn và đã được người dân hưởng ứng, vì nó đã có một cái tấm gương để coi so sánh về cái việc mà phát triển kinh tế làm giàu cho hộ gia đình cá nhân. Cho nên chúng tôi đánh giá anh Trắng là một trong những con người mà đi đầu trong cái việc mà triển khai phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phát triển cây dược liệu, và cũng là cái tấm gương điển hình để cho chúng tôi tuyên truyền để người dân học tập và noi theo. Trên nhiều vùng quê của Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình vượt khó, vươn lên thành công trong cuộc sống như anh Nhịn Văn Trắng. Điểm chung nhất là họ có ý chí, nghị lực, biết nắm thông tin, nắm bắt xu thế cùng sự hỗ trợ từ chính sách, từ nguồn vốn, từ các mô hình có thể áp dụng. Khi thành công thì họ chính là nhân tố lan tỏa thành công đó ra cộng đồng. Những tấm gương như Nhịn Văn Trắng còn khẳng định chắc chắn rằng bà con các dân tộc thiểu số Bà Chẽ hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Một mùa xuân mới lại sắp về, xuân này sắc trà hoa vàng tỏa sáng núi đồi Bà Chẽ. Bà con các dân tộc háo hức đón xuân mới và tin tưởng vững chắc vào sự đi lên ngày càng giàu đẹp của quê hương. Họ cũng tin rằng sẽ còn nhiều những tấm gương như anh Văn Trắng, những người còn giỏi giang sẽ giúp cho Bà Chẽ giàu mạnh trong tương lai.